lên lên làm đẹp và thẩm mỹ viện của chị Loan Đoàn. Chị ơi, em công việc thông cảm em nhá. Cho có hàng. Chị rảnh không ra đây uống rượu với em chị Loan này. À chú ơi, ơi sức khỏe chú. Rồi. Thôi. Làm năm rồi đi làm chén. Kể từ khi quen nhau cũng không có đâu. Làm miếng thì cho chú ạ. Ôi cho cái bát đây. Nằm chú ăn đi. Qua đồng quá thường cũng dần thấy hù ngoài đầy nhiều điểm. Qua mười mấy ai mới làm uống. Đúng rồi, Tuấn Mạnh nhá. Một hai giờ mới về. Anh em ở Sóc Sơn hay ở Đông Anh mà ai muốn làm đẹp chị Loan Đoàn lấy rất là giá rẻ luôn, hợp lý bình dân. Đấy, mình có ghi bình luận đi ạ. Chị ngày trước chị có mở quán ở ngã Ba Phù Lỗ, giờ chị chuyển lên ngã Tư Huệ rồi. Ai cứ đi thẳng nhà hàng Hiếu Thảo là sẽ thấy quán Loan Đoàn. Ok chị Loan nhá. Đấy, đây mình cười, mọi người nhìn thấy cười này. Đấy, lớp nhăn này. Làm chén nó về chú xin hết chú về. Vâng chú ơi, vâng. Cảm ơn chú. Làm miếng thì cho chú ạ. Chú ơi, chưa khỏe. Qua khó cả con đồ. Cảm ơn chú nhá. Đấy mà nó hát khoảng độ 19-20 bài. Tiếp cho cả bồ lên. Thì bồ nó yêu mình thì không yêu thì làm nào được. Nhìn đẹp dai lắm rồi nhưng chị vẫn muốn làm đẹp cho mình. Thì cháu bảo hôm nay thì 23 tuổi rồi thì thôi cố gắng yêu như à cháu á. Không anh ấy. Anh nào? Đây, 23 là sao? Thì 58 thì nó mãi ở dưới chỗ gần chỗ vân của anh. Vâng. Không quên đâu. Vâng chị ơi, thế để dịp khác em lên em tạ lỗi với chị nhá, ngại chị quá. Chú xin biết, anh em. Vâng, chú ăn đi. Em ăn thoải mái đi. Chú ăn thoải mái đi. Em lấy cái mùi múc với múc của chú. Ăn đi. Ăn đi. Cái mùi. Cô ơi, cháu xin cái mùi đây cô ơi. Con còn bé. Ai ở gần nhà sản thịt chó về uống rượu nhá. Chia tiền đấy. Ăn ra chia tiền đấy. Nhau uống hết mấy chai rượu à? Gọi cô cái anh mượn cô nhỉ? Cô nó thế với cháu nó mà khoe cháu thì phải thôi anh mượn cô. Cháu ở đây lớn lắm. Bây giờ đúng không? Lớn chú chua kỹ rồi. Chú bỏ bát vào cho mũi chú. Ăn đây luôn. Làm vài miếng mùa gió này vất vả. Đâu? Đây. Chạy đến chỗ tam giác đưa cho ấy bảo nông bảo ăn thế bảo ôi nhà sàn thì sao ăn thế năm bảy lần rồi chú mối mà nó cũng lo thế rồi chú phải ăn đi cho có sức khỏe thế xong bắt đầu là không những con chó ở ven đường này đây với anh Quân Vinh Điển các thứ mình hốc hết rồi nhiều rồi mình ăn rồi hốc chú quê chú thì hốc chuyện là bệnh nó đùng nó nói tục cái quá vâng nhưng mà cái sống với lâm